Tôi là nghệ nhân về tranh cá 3D và đức nặng thuần Việt. Những cái bộ sưu tập mới ra đời, ví dụ như là 30 món ăn thuần Việt, hộp mứt Tết giá dao động từ khoảng là 150 đến 200 ngàn một ký. Rồi món thịt mà mình để được lâu dài thì bắt buộc phải sử dụng cái đó là thịt đông. Miền Nam lại sử dụng thịt kho tàu. Mà tại sao gọi là thịt đông? Cái món như là bún bò Huế, khi mà chúng ta đi đến Huế, chúng ta đã thấy được cái món bún thì nó lại sợi nhỏ. Về đặc biệt là hiện nay thì người nghệ nhân không phải là chỉ học riêng về, phải nghiên cứu riêng về những cái chất liệu cũng như là những cái cách để làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái sản phẩm nghệ thuật nữa, là bắt buộc đòi hỏi chúng ta là phải học thêm nhiều cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng chụp hình, kỹ năng quay phim. Tôi tên là Nguyễn Tấn Đạt, nhà ở phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là nghệ nhân về tranh cá 3D và đức nặng thuần Việt. Tôi đến với bộ môn đức nặng thuần Việt, đó là một trong những cái nghiên cứu và cũng là một trong những cái thôi thúc tôi muốn làm một hình ảnh gì đó để tri ân về người miền Tây cũng như là hình ảnh văn hóa của đất nước của mình qua từng vùng miền bằng những cái món ăn đặc sản từng vùng miền. Đến với cái bộ môn đức nặng thuần Việt thì trong một lần tình cờ, nó không phải là một lần tình cờ nữa mà đó là một trong những cái ngày tháng mà có thời gian lắng động lại khi mà tôi ở nhà trong cái dịp mà để tránh dịch Covid, thì tôi lại xem lại những hình ảnh về miền Tây cũng như là xem lại những cái thước phim tư liệu về miền Tây, thì tôi lại nghĩ là tại sao mình không làm một hình ảnh gì đó để tri ân miền Tây. Và tôi tìm kiếm nghiên cứu về cái những cái hình ảnh làm sao đó để tái hiện lại, thì tôi thấy được là đất nặng thuần Việt là một trong những cái bộ môn mà mình đã từ lâu người Việt Nam mình làm, đặc biệt là những cái người nghệ nhân Việt Nam thì lại lấy cái tên là đất nặng của nước ngoài, trong khi đó chính bàn tay của người Việt Nam mình và những cái kỹ thuật của Việt Nam mình, thì mình mới đi vào mình nghiên cứu về cái đất nặng thuần Việt. Bộ sưu tập đầu tiên ra đời đó là gốc miền Tây để ghi ân những cái hình ảnh về miền Tây. Và trong những cái hình ảnh gốc miền Tây đó thì khi mà tôi đăng lên mạng xã hội thì được rất là nhiều người quan tâm cũng như là hỏi thăm tại sao làm những hình ảnh vậy, và cũng có những cái gợi ý. Và tiếp theo đó là những cái bộ sưu tập về đất nặng ra đời, thì trong đó có cái mâm cơm cúng ba miền. Mâm cơm cúng ba miền là một trong những cái mà tôi mong muốn để tái hiện lại một cái mâm Tết sum vầy trong cái giai đoạn dịch Covid-19. Thì cái mâm cơm cúng ba miền này sẽ bao gồm là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì vào trong những dịp lễ Tết ấy, thì mỗi một cái mâm cơm ở từng vùng miền thì sẽ có những cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ như miền Bắc lại có thịt đông, miền Trung thì lại có những cái ché, và miền Nam thì lại có bánh tét. Và những hình ảnh đó khi mà tôi đăng lên mạng xã hội thì lại mọi người lại mong muốn là có một cái Tết xung vầy, cái mong là cái dịch Covid sẽ sớm qua đi và mọi người có thể đoàn viên với nhau, đặc biệt là những kiều bào ở hải ngoại thì lại mong muốn được trở về Việt Nam để ăn một cái Tết. Với những cái hình ảnh mà về mâm cơm cúng ba miền đó thì được rất là nhiều người Việt kiều ở hải ngoại là mong muốn sẽ tái hiện lại hình ảnh đó để đem qua nước ngoài để giáo dục cho con cháu. Và sau cái mâm cơm cúng miền Tây, mâm cơm cúng ba miền đó thì lại có những cái bộ sưu tập mới ra đời, ví dụ như là 30 món ăn thuần Việt, hộp mứt Tết. Và sau này là tôi lại triển khai thêm những cái món ăn lớn hơn, những món ăn đặc sản của Việt Nam, và có thể để quay dựng phim mà tôi có thể là cho thuê lại. Đối với những cái loại mà mô hình về đất nặng này đó thì đòi hỏi là mình phải có nhiều cái kỹ thuật, và để làm ra được một món ăn đó thì ít nhất cũng phải từ 3 ngày đến 1 tuần lễ trở lên. Và trong bước đầu để nghiên cứu về cái này nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng với cái kinh nghiệm mà làm về tranh cá 3D thì tôi cũng đã được thừa hưởng khá nhiều. Mình chỉ cần phải nghiên cứu thêm đó là về cái lý tính của tuần lại của từng cái loại đất sét đất nặng. Thì có những loại đất sét nó trong có thể tạo ra được là những cái miếng thịt, cái xớ thịt nó trong, và những cái loại đất sét nó cứng thì phải làm những cái phần xương ống vân vân. Để tạo ra một món ăn này á thì mình phải tốn khá nhiều cái chi phí vào trong đó. Ví dụ như là về cái đất sét thì hiện nay tôi đang mua những cái loại đất sét đất nặng thuần Việt giá dao động từ khoảng là 150 đến 200 ngàn một ký. Rồi những cái loại nhựa resin, nhựa nguyên sinh để tạo ra cái loại nước dùng thì ít nhất phải là 300 ngàn một ký. Và một cái món ăn tạo ra như vậy thì
để bán ra thị trường hiện nay là tôi đang làm để tạo ra một cái phong trào và đang để giá nó khoảng là dao động từ 1 triệu trở lên, và ít nhất là làm cũng phải là từ 3 ngày trở lên. Thì để duy trì được những cái món ăn này thì ngày xưa tôi học bên mảng về huyết mạch thì thầy Lý Tùng Niên có nói một câu rất là tâm đắc, đó là bán nghệ thuật để nuôi nghệ thuật. Và với cái việc mà bán nghệ thuật để nuôi nghệ thuật đó thì tôi sử dụng cái câu nói của thầy đó thành ứng dụng vào, và tôi tạo ra những món ăn thì nhiều người ta yêu cầu đặt hàng thì tôi bán nó rồi, và để tôi có được một cái nguồn kinh phí để trang trải để tôi nuôi thêm bộ sưu tập mới của tôi. Mà hiện nay thực sự ra thì với cái giai đoạn này, giai đoạn kinh tế nó đang bị suy thoái, thì đó là một trong những cái khó khăn dành cho những cái người nghệ nhân cũng như là những người làm về thủ công. Vì đặc biệt là hiện nay thì người nghệ nhân không phải là chỉ học riêng về, phải nghiên cứu riêng về những cái chất liệu cũng như là những cái cách để làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái sản phẩm nghệ thuật nữa, là bắt buộc đòi hỏi chúng ta là phải học thêm nhiều cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng chụp hình, kỹ năng quay phim. Và mới đây thì mọi người cũng có thấy là trong chợ Bến Thành có rất là nhiều TikToker, YouTuber đến live stream để cùng chia sẻ bán hàng, thì người nghệ nhân trong cái giai đoạn này cũng phải học hỏi thêm những kỹ năng đó để chia sẻ được những hình ảnh mình đó, nó đi lan tỏa xa hơn, rộng hơn. Và trong tương lai đó, tôi hy vọng đó, sẽ gặp được thêm nhiều nghệ nhân khác cũng như là học hỏi của từ họ những cái bộ môn nghệ thuật về handmade, về thủ công của Việt Nam mình, và sẽ cùng họ sẽ sáng tạo ra thêm nhiều bộ sưu tập mới, cũng như là những hình ảnh tôi hy vọng sẽ được lan tỏa đến khắp nơi ở Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch khi đến Việt Nam, để cho những người khách du lịch ở nước ngoài họ thấy được ở Việt Nam chúng tôi có những bàn tay, có những khối óc, có những con người Việt Nam rất là cần cù, siêng năng và tỉ mỉ, và những cái hàng handmade của Việt Nam nó lại đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam. Thì đây là một trong những thế mạnh của cái văn hóa của thuần Việt. Với cái việc mà để chọn lựa ra những cái món ăn mà để cho đặc thù cho một cái vùng miền, ví dụ như là trong cái mâm cơm cúng ba miền, thì đòi hỏi là mình phải nghiên cứu về cái chiều sâu của món ăn đó. Ví dụ như là tại sao miền Bắc lại có thịt đông, mình phải nghiên cứu về ở miền Bắc khi mà trời lạnh thì cái món thịt mà mình để được lâu dài thì bắt buộc phải sử dụng cái đó là thịt đông. Miền Nam lại sử dụng thịt kho tàu, mà tại sao gọi là thịt đông? Thì trong cái khí hậu lạnh thì những cái máng mỡ nó sẽ đóng lại. Còn tại sao miền Nam lại có thịt kho tàu? Thì lý do là thịt kho tàu đó là cái chữ tàu đó là cái nước nó lợ, vừa mặn vừa ngọt, thì bắt buộc là phải nghiên cứu. Mà làm sao để nghiên cứu được cái món ăn đó nó phải phù hợp cho đúng cái vùng miền? Bởi vì hiện nay á, cái việc mà cúng kiến trong cái mâm cơm cúng Tết á, thì lại đã bị like khá nhiều. Để chọn lựa thì bắt buộc mình phải cũng nghiên cứu về cái nhiều cái sách vở của nguồn tài liệu, cũng như là phải hỏi về một số nhà chuyên gia. Đơn cử như là mọi người có thể thấy là cái món phở ở miền Bắc đó, khi mình nhìn thấy món phở miền Bắc đó, nó lại đơn giản quá, nó chỉ có thịt và bánh phở. Còn miền Nam thì lại có nhiều thứ hơn, ví dụ như là bò viên nè, tái, nạm, gầu, gân, vân vân, nó khác hoàn toàn. Và miền Nam là ăn giá đỗ, miền Bắc là không ăn giá đỗ. Mình phải nghiên cứu vậy. Và đến cái món như là bún bò Huế, khi mà chúng ta đi đến Huế chúng ta đã thấy được cái món bún thì nó là sợi nhỏ. Ở Đà Nẵng sợi nhỏ, nhưng mà ở miền Nam, ở Sài Gòn thì bún nó lại là sợi lớn. Đó là một trong những cái mà mình phải đi nghiên cứu rất là tốn, rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là trong cái việc mà mình chọn lựa ra những cái món ăn đặc thù cho những vùng miền, ví dụ như là miền Bắc thì mình phải chọn lựa lại, chắt lọc lại. Miền Nam thì đơn giản hơn, tức là mình có thể chọn lựa món nào cũng được. Miền Nam thì đó là một trong những cái nơi mà du nhập dân ở miền Bắc, miền Trung có thể cũng thoải mái. Nhưng để đặc thù miền Nam thì bắt buộc phải có như là món dưa hành, củ kiệu, tôm khô,